Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Giá vàng hôm nay 29 tháng 5 tiếp tục đà tăng mạnh. Ghi nhận của báo Quân đội Nhân dân, giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh vượt ngưỡng 90 triệu đồng một lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 88,5 triệu đồng một lượng mua vào và 90,5 triệu đồng một lượng bán ra. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều. Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng thêm 700.000 đồng cả giá mua và giá bán, lên lần lượt 88,4 triệu đồng một lượng mua vào và 90 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank niêm yết ở mức 88,5 triệu đồng một lượng mua vào và 90,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng miếng PNG đang mua vào mức 88,3 triệu đồng một lượng và bán ra mức 90,1 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 88,45 triệu đồng một lượng và 90 triệu đồng một lượng, tăng 550.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán. Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng với giá 88,4 triệu đồng một lượng và bán ra 90 triệu đồng một lượng, tăng 700.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán. Giá vàng thế giới tiếp đà tăng với vàng giao ngay tăng 10,2 USD lên 2.360,9 USD một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.362,4 USD một ounce, tăng 9,9 USD so với rạng sáng qua. Kim loại màu vàng thế giới tiếp tục có được mức tăng khiêm tốn nhờ được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD, trong khi giới nhà đầu tư vẫn đang nóng lòng chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này để biết rõ hơn về thời điểm cắt giảm lãi suất. Chỉ số US Dollar Index giảm 0,2% xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần đã khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác. Chiến lược gia hàng hóa Bob Melech của TD Securities nói rằng sự mơ hồ trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED rất có thể khiến vàng không thể cất cánh và những diễn biến trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu. Tuy nhiên, chuyên gia này vẫn tiếp tục duy trì sự lạc quan về vàng. Trọng tâm trong tuần này sẽ tập trung vào chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ PCE, thước đo lạm phát ưa thích của FED sẽ được công bố vào thứ Sáu. Vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng đã bị ảnh hưởng sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của FED tuần trước cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ không những thảo luận việc duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn mà còn nói đến khả năng tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn còn dai dẳng và còn chặng đường khó khăn để về được mục tiêu 2%. Các nhà giao dịch đang đánh giá khoảng 63% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Mặc dù vậy, chiến lược gia thị trường hàng hóa Emilia Xiaofu của Ngân hàng Trung Quốc cho rằng vàng đang được hỗ trợ tốt nhờ nhu cầu mua khi giá giảm và sự đa dạng hóa của Ngân hàng Trung ương. Báo cáo mới đây cho thấy, trong 2 năm qua, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng cường bổ sung vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ của mình. Ngân hàng Julius Baer mới đây đã nâng mục tiêu giá vàng 3 và 12 tháng lên lần lượt 2.450 USD và 2.550 USD một ounce trong bối cảnh ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng và nhu cầu từ các nhà đầu tư và người tiêu dùng ở châu Á. Theo chuyên gia phân tích Carsten Menke của Julius Baer, nhu cầu vàng từ châu Á tăng cao, giới đầu tư sẵn sàng chi tiền để mua vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh tế và địa chính trị. Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.360,9 USD một ounce, tương đương gần 72,5 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, trừ thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng trên 17 triệu đồng một lượng. Giá vàng tăng đột biến đến từ ai và do đâu? Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi. Có phải do đây là một kênh đầu tư thay thế cho kênh gửi tiền tiết kiệm ngân hàng vì lãi suất không còn hấp dẫn, hay do đầu cơ gây rối loạn thị trường? Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nêu câu hỏi tại phiên thảo luận tại tổ về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024, ngày 23 tháng 5. Theo đại biểu Hà Sĩ Đồng, giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng mạnh từ đầu năm 2024, có thể đạt đỉnh mọi thời đại. Hiện giá vàng thế giới đạt trên 2.400 USD một ounce, tương đương tăng hơn 20% so với đầu năm. Giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 91 triệu đồng một lượng, tương đương tăng 24% so với đầu năm.
Ông Hà Sĩ Đồng đánh giá, từ khi Nghị định 24/2012 NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ra đời cho tới thời kỳ trước COVID-19, giá vàng trong nước gần như bám sát với giá vàng quốc tế quy đổi. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, giá vàng trong nước luôn lớn hơn giá vàng quốc tế quy đổi từ 15 đến 20 triệu Việt Nam đồng một lượng. Điều này khiến thị trường vàng trong nước trở nên nhạy cảm hơn, kích thích hoạt động đầu cơ và nhập lậu, gây ảnh hưởng mạnh lên tỷ giá tự do và gián tiếp gây áp lực lên tỷ giá chính thức, ông Đồng nhấn mạnh. Vẫn theo ông Hà Sĩ Đồng, điều mà nhiều người băn khoăn là vàng trong nước tăng đột biến đến từ ai và do đâu. Có phải do đây là một kênh đầu tư thay thế cho kênh gửi tiền tiết kiệm ngân hàng vì lãi suất không còn hấp dẫn, hay do một nhóm lợi ích với các hành vi phi pháp như tẩu tán tài sản, đầu cơ gây rối loạn thị trường? Theo dõi ở nhiều diễn đàn, tôi chưa tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi này, ông Đồng nói. Dù vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh phải có giải pháp căn cơ về thị trường vàng. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Đại Thắng cho rằng phải có giải pháp để giải quyết tận gốc tình trạng giá vàng nhảy múa, biến động có giai đoạn tăng cao so với giá vàng thế giới. Dù có nguyên nhân khách quan nhưng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có những thời điểm tăng rất lớn. Đây cũng là lý do khiến tình trạng buôn lậu vàng nhiều hơn, dòng tiền không vào sản xuất mà đưa vào vàng, vào đất, đại biểu Nguyễn Đại Thắng nói. Nêu ý kiến về vấn đề này, đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn Bắc Giang cho rằng chúng ta đã có nhiều cách để thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới, nhưng không thành công. Việc đấu giá vàng miếng lại càng hâm nóng thị trường vàng lên, nguyên nhân có thể là do cách thức làm vừa qua không rõ mục tiêu. Đại biểu Trần Văn Lâm nhận định và cho biết giá vàng đem ra đấu giá gần sát với giá thị trường mà không phải là giá vàng thế giới. Để kéo giá vàng sát giá thị trường thế giới, theo đại biểu Đoàn Bắc Giang, phải tính đúng đủ giá thành của vàng trong nước làm giá khởi điểm đấu giá. Cụ thể là lấy giá vàng của thế giới quy đổi ra tiền Việt, cộng với các chi phí nhập khẩu và các chi phí khác ra giá khởi điểm đấu giá. Vừa qua mang vàng ra đấu giá mà giá sàn bỏ thầu sát với giá thị trường Việt Nam. Chúng ta muốn bán vàng với giá cao để thu về nhiều tiền hay đấu giá để ổn định thị trường, ổn định tâm lý người dân? Đại biểu Trần Văn Lâm băn khoăn. Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội bình luận, sau mỗi phiên đấu thầu, giá vàng lại tăng vì mức giá sàn chào thầu cao. Khi doanh nghiệp trúng thầu, họ phải bán ra mức cao hơn mua vào, từ đó làm cho giá tiếp tục tăng. Như vậy, mục tiêu lúc này không phải giảm giá mà đấu thầu vàng để làm sao thu được nhiều tiền. Nếu mục tiêu giảm giá, liên thông trong nước với quốc tế, thì giá tham chiếu phải bằng thế giới cộng với các loại thuế phí và nhu cầu, đại biểu Hoàng Văn Cường nói. Trao đổi về nội dung này, theo ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, cho rằng hiện tượng càng đấu thầu giá càng tăng chỉ xuất hiện trong giai đoạn đầu. Về lý thuyết, việc đấu thầu là giải pháp tăng nguồn cung để trung hòa nhu cầu thị trường, qua đó giúp hạ nhiệt giá vàng miếng. Về sát với thế giới, tuy nhiên kim loại quý tăng cao sẽ tác động đến tâm lý của người dân, ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh. Lo ngại diễn biến thị trường vàng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tới đây, dự kiến Ủy ban Kinh tế sẽ tổ chức phiên giải trình liên quan đến quản lý thị trường vàng. Cũng liên quan đến thị trường vàng nhưng ở góc độ khác, tại phiên thảo luận tại hội trường, chiều ngày 23 tháng 5 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại biểu Trần Hữu Hậu, Tây Ninh cho biết cử tri đặc biệt quan tâm về quản lý kinh doanh vàng. Theo đại biểu Trần Hữu Hậu, thời gian gần đây, việc các cơ quan chức năng siết chặt việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, cử tri đặc biệt quan tâm vấn đề này. Về cơ bản, cử tri rất đồng tình, tuy nhiên vẫn có những vướng mắc cụ thể từ phía các doanh nghiệp, dẫn đến hiện tượng không ít doanh nghiệp tạm thời đóng cửa. Ngày 25 tháng 4, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh đã tổ chức đối thoại giữa các doanh nghiệp kinh doanh vàng và các cơ quan quản lý liên quan. Từ đây, Hiệp hội này đã tổng hợp và gửi một số kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Theo đó, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện nay là chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa với các cơ quan chức năng. Nguyên nhân của khó khăn này là phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh vàng là doanh nghiệp tư nhân, chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp theo yêu cầu của quản lý nhà nước. Do đó, tài sản, hàng hóa, vốn kinh doanh còn chưa rõ ràng. Ví dụ, số vàng của gia đình từ nhiều đời để lại được đưa vào kinh doanh mà không ghi trong vốn khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cũng không kê khai, đại biểu Trần Hữu Hậu nói. Bên cạnh đó, việc mua vàng lẻ của người dân mang đến bán, do thói quen thì doanh nghiệp không kê khai thông tin và người dân cũng ngại không cung cấp thông tin cá nhân.
Do đó, để thuận lợi cho việc mua bán, doanh nghiệp không lấy thông tin. Hơn nữa, vàng mua từ nhiều người dân, nấu chung không thể xác minh nguồn gốc. Những điều này gây khó khăn cho công tác kiểm tra và quản lý của nhà nước. Về mặt quản lý nhà nước, mặc dù đã có những quy định rõ ràng từ lâu, nhưng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý của các cơ quan chức năng thời gian vừa qua còn chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, khiến cho doanh nghiệp chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các quy định. Từ thực trạng trên, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đề xuất cho phép các doanh nghiệp tự kê khai lại hàng hóa tồn kho theo một thời điểm mà nhà nước quy định. Bảng kê khai này là căn cứ để xác định nguồn gốc vàng hiện có. Sau thời điểm đó, mọi hàng hóa xuất nhập doanh nghiệp phải thực hiện đúng đủ các quy định về quản lý liên quan. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.